Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây máy cắt cỏ nha. Cái máy cắt cỏ này nó đến từ thương hiệu của Kawasaki nha các bạn. Và nó có cái tên riêng là TJ27 nha các bạn. Đây, các bạn nhìn xem, con máy còn rất là xuất sắc ha. Đẹp không chỗ chê được ha. Không một cái tì vít nào hết ha. Rất là đẹp. Kawasaki. Đây, TJ27 ở đây các bạn. Kawasaki TJ27. Cái cây TJ27 này nó có nhiều cái tính năng vượt trội nha các bạn. Cái thứ nhất là nó mạnh mẽ ha. Rất là mạnh mẽ. Cái thứ hai là nó có hệ thống xả áp tự động. Hệ thống xả áp tự động ở cây phía bô lửa này nha các bạn, nó có xả áp tự động để cho người khởi động máy thật là nhẹ nhàng nha. Cái kế tiếp là nó sở hữu một cái chụp giật trợ lực ha, còn rất là đẹp các bạn ha. Hơi còn rất là ngon, hơi dữ các bạn. Kế tiếp nó nắp xăng, kính nắp xăng có lỗ thông hơi nha, nhưng mà không có hề chảy xăng, rất là uy tín luôn các bạn. Và điều đặc biệt là nó mang một cái chế hòa khí đặc biệt của dòng Kawasaki nha các bạn. Chế hòa khí này gọi là chế hòa khí đặc biệt, lý do là nó thiết kế một cái gia bơm không biết chai nha. Gia bơm này không biết chai. Không biết chai là gì, xài quanh năm suốt tháng không hề bị cứng nha. Do đó là cái miếng da bơm này rất là bền siêu cấp luôn. Và nó cái hay nữa là nó bơm xăng phía trên nha, giúp cho người khởi động của mình rất dễ nhìn ha, dễ phát hiện có xăng ha. Và thao tác thì rất dễ rồi đó. Núm bơm phía trước. Kế tiếp là nó lại có một cái e tự động. Cái e này, cái e gió tự động này nó có hai tính năng nha các bạn. Cái thứ nhất là nó có cái nhiệm vụ là đóng e, và cái thứ hai là nó có nhiệm vụ lên một chút xíu ga cho người khởi động mình thật là dễ dàng ha, khởi động thật là nhẹ nhàng, thật là dễ nổ ha. Cái e này mình bấm vào, khi mình bấm vào thế này ha, nó nghe cái cắt kia là nó đã đóng e rồi và nó đã lên ga rồi các bạn. Và khi mà máy chạy hoặc là mình muốn lấy cái e này ra thì mình lên ga nghe các bạn, lên ga là nó búng ra đấy, mình lên ga là nó sẽ búng cái ga tự động này ra, cái e tự động này ra, cho nên mình gọi là e tự động ha. Và kế tiếp made in Japan trong lốc luôn. Đây các bạn, mình quên đem cái thằng pin lại ra, mình không có soi cho các bạn thấy được. Đây, made in Japan trong lốc nha. Đấy, đây các bạn có thấy chữ made in Japan không? Japan trong lốc. Đấy. Nó cái để mình cho các bạn xem cái tem uy tín của nó nha. Cái chế hòa khí của nó luôn, rất là đẹp các bạn. Đây, ở đây, ở trong trong cái bộ chụp bô của nó nè các bạn, chụp bô e của nó cũng có made in Japan ha. Đây các bạn quan sát xem cái chế hòa khí của nó rất là đẹp luôn các bạn. Đấy, cây này là cây kim chỉnh tốc độ thấp nha các bạn, để chỉnh tốc độ cầm chừng cho nổ cho êm và nhạy nổ nha, ít ăn xăng. Mà dường như là gần như là 100% các bạn không sờ mó tới nó nha, 100% luôn. Cái chế hòa khí của Kawasaki này nó rất là chuẩn các bạn, các bạn không cần phải chỉnh cháo này ha. Còn các bạn thích thì khám phá chơi thôi ha. Giờ mình về mình dặn ra thử, bằng dặn vô thử coi nó làm sao. Thì thích khám phá thì cứ khám phá thôi ha.
cho nó nổ gan ti bực với tốc độ thấp nhất đó các bạn. Và nhạy nổ là chỉnh đúng nha. Nhưng mà cây này rất là dễ chỉnh luôn, chỉnh từ không vòng cho đến hai vòng thôi, chứ nó không có đến một vòng thôi, chứ nó cũng không đến hai vòng nữa các bạn. Từ không vòng cho đến một vòng là nó chuẩn rồi đó các bạn. Ở đây mình muốn giới thiệu cho các bạn các dòng máy Kawasaki ha. Riêng về dòng TJ27 này nó sẽ có một cái tem đây các bạn. Tem rất là uy tín nha. Tem này cũng như là lá bùa hộ mệnh của cái máy vậy ha. Nó hàng trên nó cái model máy nha các bạn. Hàng trên là model máy 27D270 nè các bạn, mình không thấy rõ lắm. 27D ha, G. Hàng dưới này là số seri nha các bạn. 12587 ha. Hàng dưới là số seri. Và kế đến là mình muốn nói ở đây là nó chạy một cái tum rời nha các bạn. Nó chạy một cái tum rời. Tum rời này thì mình xài cái độ bền thì rất là cao rồi đó. Ngoài ra mình còn có thể gắn vào đầu bình xịt hoặc là các động cơ khác nha các bạn. Ở phía bồ lửa nữa các bạn. Đây. Rất là đẹp. Rất là đẹp trai luôn. Cái dòng mô này có lưới lọc nha các bạn. Có lưới lọc nó cản bớt tần số cao để đỡ làm chát tay người dùng ha. Đây, các bạn nhìn xem nó rất là đẹp luôn. Ở đây nó có công tắc on off nha các bạn. On nè. Off ha. Off đè xuống. On. Kawasaki TJ27 đây các bạn, danh bất hư truyền luôn ha, rất là bền bỉ, rất là mạnh mẽ ha. Bữa nay cái trời hơi lạnh mình bị sổ mũi các bạn, cái trời lạnh mình bị sổ mũi. Đây tay nắm nữa này. Cái cùm của nó cũng rất là đặc biệt nha các bạn, rất là đẹp. Cùm của nó này. Đây tay ga ha, tay nắm này. Rất là đẹp luôn. Rất là nhẹ nhàng các bạn. Tay ga rất là nhẹ nhàng luôn. Các bạn có thể biến thành một tay ga sống rất là dễ các bạn. Nới lỏng ốc này ha, là mình đã được có được một cái tay ga sống rồi. Nới lỏng ốc này nè các bạn. Thì có được cái tay ga sống rồi khoát cái mà cái công việc của mình nó rất là thuận lợi nha các bạn. Đây cái này là thông số kỹ thuật của cây lát nha, cần lát 26 nha các bạn. Dòng Kawasaki này cần lát 26. Đây, hướng dẫn an toàn sử dụng các bạn. Và kế tiếp đây là nó là một có gắn một cái chắn cỏ zin của con Kawasaki luôn các bạn, chắn cỏ zin luôn đó. Và kế tiếp đây là nó có một cái cùi thơm ha, đầu bò rất là to đùng luôn, có chống dính cỏ phía trên này bằng kim loại nha các bạn, rất là bền bỉ luôn. Và ở phía dưới nó lại có siêu chống mài mòn luôn các bạn, siêu chống mài mòn luôn ha, rất là bền bỉ luôn. Đây các bạn thấy không, logo của này, logo của Kazakh ha, Kawasaki đó các bạn, rất là uy tín nha. Đây tổng thể cái máy mình đây rất là đẹp ha, không một tỷ dít nữa các bạn.
Rồi để mình gáp cái bô vô rồi mình nổ thử cho các bạn xem nha. Mình nổ thử cho các bạn xem. Rất là đơn giản các bạn. À, xong. Rồi. Đầu tiên thì mình muốn khởi động một cái máy cho dễ nổ thì máy mình nguội ha, chưa khởi động lần nào ha. Thì việc đầu tiên là mình phải châm nhiên liệu vào máy nha các bạn. Châm nhiên liệu vào máy thì gồm có xăng cộng với nhớt nha các bạn. Với tỷ lệ là khoảng 50cc nhớt trên 1 lít xăng. Loại tốt nha các bạn. 50cc nhớt trên 1 lít xăng, loại loại nhớt nhớt cũng tốt mà xăng cũng tốt nha các bạn. Và kế tiếp là mình bơm xăng nha các bạn. Mình bơm xăng mồi lên. Bơm xăng mồi lên, thấy nó cảm giác là nó đã đầy rồi ha, là mình đóng e ha. Giật ha là nó nổ. Còn khi máy mình á là nó đã lên xăng xong thì mình chỉ việc mình giật là nó nổ thôi chứ không cần phải bơm nữa nha các bạn. Cũng như cái máy này nó đã lên xăng rồi các bạn, mình giật là nó nổ thôi. Rồi để mình nổ cho các bạn xem nha, thử hơi nha các bạn, hơi rất là đã luôn, thực 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 luôn ha. Rất là đơn giản các bạn. Rất là nhẹ nhàng nha. Không cần phải dùng quá nhiều sức ha. Rất là nhạy quay các bạn. Rất là nhạy nha, bố rất là tốt luôn. Cái bố nó bắt sớm này nè, nó cũng do cái bố nó còn tốt nha các bạn nha. Rồi, để mình lên ga lớn nha các bạn xem nha. Máy thì rất là bóng rồi đó. Rất là êm luôn các bạn. Và chạy cũng chạy lớn rất là êm ha. Cần lắp cũng rất là êm ấy luôn. Để mình tắt nha các bạn. Rồi, cái video mình giới thiệu cây Kawasaki TJ27 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.